đang đang chụp luôn không? Cầm thử uống đi nè, to quá, nó màu nhậu. Đi xuống dưới không? Quay đó. Xuống dưới đi. Đi đường này nè, đi bên đây nè. Quay. Không. Lớn nhỏ thì không biết. Kỹ máy á. Không, sáng này kỹ máy rồi. Không. Bỡ sợi dây, bỡ chùm sợi dây vô cái cần. Nắm anh bóp con dây, bóp vậy. Đó, rồi có cá liền đó. Nhìn đây. nhìn đây. Xin chào các anh em có đam mê thú vui dài đầy. Hôm nay nhà đất Hóc Môn Gia Tốt sẽ giới thiệu với anh em một hồ câu cá ba móm luôn. Hồ câu cá Cây Điệp. Hồ câu cá của mình ấy ở ấp 5 xã Xuân Thế Thượng Hóc Môn anh em nhá. Mình mới vào cái đường và hồ câu cá Cây Điệp từ cái đường Phan Văn Hớn và anh em nhé. Ok, cái hồ câu cá này thì rất thích hợp cho những anh em mà không giỏi câu cá như mình nhé, và hồ câu cá này cũng thích hợp với những anh em nào mà móm nhiều muốn có cái cảm giác đấy thì anh em có thể đến cái hồ này. Đây trước mắt mình là hồ câu cá Cây Điệp anh em nhé, có cái cây điệp này cho nên là gọi là hồ câu cá Cây Điệp anh em. Ok, bên tay trái mình anh em nhá. Ok, hồ mình đây này, hồ đây. Tuyệt vời không anh em? Hồ rất đẹp, rất to luôn. Ok. Anh em nhìn thấy cá nhiều chưa? Cá nhiều này mới đảm bảo là ba móm và Tuấn Hòa cũng bật mí với anh em luôn đấy là hồ này tại sao ba móm, bởi vì hồ câu cá này là chủ hồ tính giờ mình theo cân đấy, tức là anh em câu được bao nhiêu cá thì tính cân nên tính tiền đấy, cho nên là chủ hồ người ta cũng rất rất mong anh em câu được cá, cho nên là đảm bảo là anh em sẽ không bao giờ bị móm, trừ khi anh em câu cá như Khương Tử Nha, tức là mình câu cá mà không có lưỡi câu, không có mồi đấy thì chắc chắn là sẽ không lên cá rồi, cho nên là hồ câu cá này thì anh em chắc chắn là sẽ lên cá, đa số là cá tra anh em nhé, rất rất nhiều cá tra thôi anh em. Ok, tôi hòa xuống cần nhá anh em nhá, hòa xuống cần luôn đấy. Ok, bây giờ ông lấy đi câu bây giờ. Anh trai bên cạnh Hòa dính cá nha anh em nhá. Lên hàng anh. Wow. Ai lấy cá không? Là chim mà. Là chim, cũng vậy là chim mà. Cầm cá lên coi. Đó, đồ vô rồi đó nha. Cần của Hòa bị cá lôi xuống hồ anh em nhé. Hòa trống cần không chắc nên là bị cá lôi xuống. Đang cùng với thằng bạn kéo cần lên. Cá kéo câu kéo cần nhưng mà vẫn vớt lên được. Cảm ơn bác.
giờ lấy cá trước lấy cần sau siêu vậy đó. Cá này nó to nè hên đời rồi kết thúc xuống vậy quay giúp tôi video với ông cho ra xa xa đi sẽ quay video lại của tôi không mà cho hoa câu lùa dính cá lóc anh em nha. Mùi giá quăng ra xa xa ra quăng nó ra xa đi. Quăng nó ra xa ra vô tiếp hả lưới ba tiêu nó đéo có xài đâu quăng để đầu cầm cái bỏ bỏ cái tay vô rồi móc cái màng đó rồi 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 gãy cần cảm ơn là gãy cần liền không gãy được anh tao này không gãy được gãy cần anh yên tâm anh nói nè hòa lên hàng nhanh nha anh nhá lên cha lên cha làm cho tăng bệnh nhân dạ dạ làm em mở cua uống liền đi coi châm ô em bé em đi xuống dưới không? Đó. Xuống dưới đi. Đi đường này nè, đi bên đây nè. Quay. Lớn nhỏ thì không biết. Kỹ mấy á? Không, cá này kỹ mấy hả? Bỏ sợi dây, bỏ chùm sợi dây vô cái cần. Nắm anh bóp con dây bóp vậy. Đó, đó. Con cá liền đó. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Nhìn đây, nhìn đây. Mắt cá hả? Con. Dũng lên trà nha anh em nha. Mấy con mình thả hết còn lấy được lấy 4 con đưa ông đưa thả con. Gì vậy nhỏ gì nhiều cho có cảm giác câu chỉ không lại cho có cảm giác kẹo này sao chặt. Được rồi, sao chết luôn nào? Dính là bao, chỗ dính mấy con cạc cây cạc cây. Rồi tháo đi ông bà. Rồi tháo đi ông bà. Tưởng có Minh Hòa mất cần thôi mà hai anh trai đây cũng bị mất một cây cần này. Bị cá kéo xuống hồ nha anh em nha. Đang mùa cần. Vừa đang nghệ thuế em mùa cần mất cái cần thì tiếc quá. Vừa cần vừa máy nè. 1.7-1.8 thôi. Kéo ra sao người ta nãy kéo được không nó gần nè anh ơi nó không sạc đâu bởi vì khi cái cần của anh nó xuống dưới nó mắc rác không có con cá nào có thể kéo nổi được trời cái cần mình nó chìm xuống nó trọng lượng nó khoảng tầm 30 kg cả con cá nào có thể kéo được anh em câu ở đây nhớ cắm trống chắc chắn một chút. Anh trai cởi trần này cũng đang lên hàng anh em nha. Đó không? Mày cỡ tí à, hơn đâu. Đó. Hãy
ghê anh xả nó một mảnh nữa, anh xả bị một mảnh nữa mình ngồi băng nhảy ngồi đứng ngồi cao thổ cát luôn cao gì nữa lê hiu lẹ lên cho tao thấy con cá cái gì cho nói lên luôn mẹ nè nè hai em trai kia kéo bú bình mà vất vả quá. Thưa anh em là Tuấn Hòa thấy là hầu như tất cả các anh em đến hồ câu cá đều câu được rất nhiều cá anh em nhé. Có nhiều anh em còn lách luật còn câu được cá còn thả lại để đỡ phải tính tiền đấy anh nhá. Thôi nói chung là mình đi câu cá thì mình áng chừng cái lượng tiền mình xác định mình chi cho cái buổi câu thì mình áng chừng cái số ký đấy. Mình câu vì chủ hồ người ta đầu tư ra người ta để cho anh em vui chơi giải trí thì mình mất tiền thì cũng là xứng đáng thôi. Thì nếu mà anh em mà có cái thời gian rảnh rỗi thì có thể đi câu hoặc rủ mấy anh em bạn bè đến đây giải trí, rủ ra bạn gái hoặc gia đình vợ con thì đến đây câu rất ok anh em nhé. Thì mình cũng không phải là PR gì cho cái hồ câu này nhưng mà mình thấy cái hồ câu này cũng là một cái hồ câu rất ok cho anh em mình giải trí đấy. Thì Tuấn Hòa muốn giới thiệu với anh em để anh em đến câu vui chơi giải trí cùng đam mê cùng thu vui rời đầy. Thì Tuấn Hòa cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã dành cái thời gian quý báu để xem cái video của Tuấn Hòa. Thì cái hồ câu này nó có địa chỉ ở cái ấp 5 xã Xuân Ấn Tượng, anh Hóc Môn anh em nhé. Anh em nào rảnh thì ghé đi câu giải trí rồi giao lưu, có gì thì alo cho Tuấn Hòa ra cùng giao lưu với anh em nhé. Xin chân thành cảm ơn anh em.